bây giờ mình hãy làm cho cái nhà mình là một cái gia đình tệ nạn. Con này là phải nợ nần chồng chất. Ủa tự nhiên mang nợ ngang xương luôn hả thai? Mình diễn thôi, bả tới mình phải giàu ra mình xin thôi. Tiền à, em hiểu không? Đúng rồi. Còn con bé này ốm ốm, em là bệnh truyền nhiễm đi. Chứ tự nhiên chù em vậy? Chù cái gì? Tức nó diễn xuất. Diễn xuất gia đình thì không có báo nghệ thuật gì hết. Đi lấy thằng chồng mà nguyên một gia đình chồng toàn là cái thứ gì đâu không, ai mà chịu. Đúng, đúng, đúng. Đây, đây, để chị ba đỡ em. Con bé nó bị cái gì mà nó đi không nổi vậy? Nó bị bệnh nan y đó. Cái gì? Bệnh nan y hả? Đúng, nó nhìn nó như vậy chứ nó tội lắm. Sao đó chị Thơ? Chị Thơ cứ ngồi giữa. Không sao đâu, nói. Ôi trời ơi, ôi cái gì vậy trời? Cái gì vậy em? Xin lỗi chị. Không, không sao đâu, không sao đâu. Không sao. Tôi nói cho chị biết, tôi và Châu đã sống chung trong một mái nhà, ngủ chung trong một căn phòng. Tất cả chị em của Châu đều biết điều này. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Chưa hết đâu, ngay cả ba ruột của Châu cũng đã coi tôi như là một đứa con dâu trong nhà rồi. Dạ đúng rồi đó chị. Tôi là đứa con dâu chính thức trong ngôi nhà này. À, mày nói cái gì vậy? Sao? Tối qua còn tao với bà thôi hả? Bà đăng Facebook cái gì? Cái gì bà nói bãi với tao? Trời ơi. Rồi. Gì vậy? Sáng nay sao em về nhà được vậy? Hôm qua nè, ông đi taxi về tới nhà, ông gõ cửa tôi ra tôi mở cửa cho ông. Ông ói dài từ ngoài cửa ói lên tới trên phòng luôn. Tôi phải lau dọn cho ông hết. Ghê vậy đúng hả? Ăn nhậu phải chưa sức đi về. Không có cái chuyện này nó quan trọng hơn. Chuyện gì? Cái ngày hôm qua sinh nhật bạn em. Ừ. Thì trong cái đám đó có bà chị, bà cũng cứng cứng rồi. Cứng cứng là sao? Ý là bà cũng lớn tuổi là tầm... Lớn tuổi, nó lớn tuổi nó cứng cứng. Xong cái khúc cuối mấy đứa nó say nó về hết trơn. Cái còn mình em với bà là ở lại với cái nhà đó luôn. Cái sáng này bà nói em làm chuyện đó với bà. Giờ bà lên bà rêu rao khắp nơi trên Facebook. Chết em luôn. Mà em có làm gì đâu. Cái mặt này là tôi nghi lắm rồi. Lúc đó là kìm nén cảm xúc không được rồi bắt đầu. Không có đâu. Bà lớn lắm rồi. Sao mà em lúc đó xịn vô rồi thì trời ơi. Giờ hỏi nè, đêm hôm qua có chắc là mình không làm gì không? Em nhớ. Thấy chưa, làm sao không nhớ được. Đàn ông thường hay vậy, ăn cho đã rồi sáng hỏi không nhớ. Nói chuyện với anh là phải nói thiệt. Anh tìm đường anh gỡ cho mày. Bây giờ gia đình ta làm sao, bà đó ở đâu về? Bà nhìn bà giàu lắm đó. Bà đeo vàng, đeo đồ, xài đồ hiệu không à. Bây giờ anh chỉ mày một câu rất đơn giản. Mày bây giờ vẫn chưa có bồ đúng không? Đi ra ngoài tiệm mai bộ đồ phi công vô một hồi nữa tiếp bà đi. Anh, nhiều khi thời mày tới mày không biết. Thôi, bà biết bà giết em chết á. Bạn em mới gọi nói là nó nói bà đang kiếm nhà em. Sao bà biết nhà mà bà kiếm? Nó biết, nó chỉ. Trời ơi, mày chơi bạn tốt dữ vậy hả? Rồi bà qua tới đây rồi rải tiếp bà. Thì bà biết. Nằm dạ ở đây, bà nói là tùm lum tùm la nữa. Được rồi, để. Nhân dịp này tao họp gia đình đi, tao nói trước mất công hồi nữa. Họp gia đình. Cái gì vậy? Chuyện gì? Em chuẩn bị đi làm rồi, chuyện gì? Đi làm gì bây giờ, bỏ cái chuyện đi làm qua bên đi, cái chuyện này quan trọng nè. Dâu vậy à? Hôm qua, thằng Châu, nó đi nhậu. Trong đám bạn của nó có một bà đại gia. Thì trong lúc say xỉn, nó lỡ tắt tùm tùm ta rồi. Không biết, không chắc mà anh nói như đúng rồi. Không chắc, làm sao không chắc? Không có là sao mà tới nhà mày mà kiếp? Trời ơi, ba mà không biết đi ha, rồi thấy cái cảnh. Trời đất ơi. Nè nè, chưa đâu, người ta có bầu cái đi rồi mày thấy cái cảnh. Trời ơi. Bầu gì? Ủa nhưng mà người ta có gia đình chưa? Không biết luôn. Trời ơi, Châu ơi, bao nhiêu tuổi? Chắc cũng 50 mấy á. Cái gì? Cái gì? Trời ơi trời, bây giờ làm sao mà tôi có thể kêu một người 50 mấy tuổi là em dâu tôi được trời. Sao gu mày mặn vậy em? Không, hôm qua em say quá em không có nhớ gì hết trơn trời á. Ê, coi chừng nha, dạo này mấy cái vụ mà tung hình, tung ảnh đâu nhiều lắm á nha. Có hình ảnh gì không? Ba nói nha, ba là ba rất là khó tính nha. Hên là ba không chơi Facebook nha. Nói nghe nè, kệ gia đình đi. Anh lấy người ta đi.
bà đó là đại gia đúng không? Đúng không? Kệ đi, nhắm mắt chịu đựng đi, không sao hết, anh hy sinh cho cả gia đình. Rồi bây giờ dắt tay nhau ra đường, người ta nhìn người ta tưởng má nó không á. Thôi đừng có nói nghe ghê quá, tưởng tượng ra là thầy chết tôi luôn rồi. Tự nhiên sướng là có một mình nó sướng, bây giờ khổ nguyên một nhà khổ là sao vậy? Ôi mà năn nỉ mà. Không à, ráng tính đi, tính lẹ lẹ đi, ba về một cái ba biết là ba giết nó luôn á. Giờ tính gì giờ, bây giờ người ta qua đây tìm con sao? Khoan, đợi chút. Alo, gì? Cái gì vậy? Rồi, ok. Ê, bà tháng qua luôn rồi. Sao bà biết nhà mày vậy? Cái thằng bạn nó chỉ. Mày đi gom đồ đi. Làm gì? Làm gì? Ê, bà đó mà bảo đi qua trốn. Đây là có bọn đó. Mày trốn đi qua nước ngoài ở thời gian đi. Thôi, hay là mình bán nhà đi rồi mình chuyển nhà đi. Ờ, trong lúc ba đang đi đám giỗ là mình bán nhà của ba đi. Đi đi hả? Bà mà muốn tìm qua tới đây thì bà cũng không vừa gì. Đúng rồi. Ngày hôm nay mà bà gọi là không có được thằng Châu là bảo quậy cho coi. Chết luôn rồi. Ê! Sao? Trong cái khó ló cái khôn, bả là dân nhà giàu. Đúng. Đại gia. Đúng. Thì bả sẽ sợ những cái không đàng hoàng đúng chưa? Nhưng mà sao, bả sắp qua rồi. Đơn giản lắm, bây giờ mình hãy làm cho cái nhà mình là một cái gia đình tệ nạn. Con này là phải nợ nần chồng chất. Ủa tự nhiên mang nợ ngang xương luôn hả thai? Mình diễn thôi, bả tới mình phải giàu ra mình xin thôi. Tiền. À, em hiểu không? Đúng rồi. Còn con bé này ốm ốm. Em là bệnh truyền nhiễm đi. Chứ tự nhiên chù em vậy? Chù cái gì? Tức nó diễn xuất. Diễn xuất gia đình thì không có báo nghệ thuật gì hết. Đi lấy thằng chồng mà nguyên một gia đình chồng toàn là cái thứ gì đâu không, ai mà chịu. Đúng. Gánh nặng nữa. Đúng. Anh hai. Còn bà này là bà phải tôi làm. Sao? Bà này là giang hồ đi. Trời ơi, vô một cái gia đình chồng mà toàn là bệnh rồi nợ rồi giang hồ, ai mà chịu. Bây giờ mà con chơi dữ đó là nó là em ruột tôi mà nó thiếu nợ tôi xử nó luôn mới ghê. Ồ, bà sáng tạo quá. Bà mới nói chuyện ghê quá, gia đình này máu lạnh quá. Gì vậy? Hình như bà tới kìa. Lẹ vậy? Rồi, cũng đẹp quá vậy hả anh? Vô chuẩn bị. Chào chú. Thơ nè. Ủa? Sao vậy hả? Dạ, cô ngồi. Cô cái gì mà cô không biết nữa à? Mình gọi tên cho thân mật nha. Đây, ngày hôm nay á, Thơ tới đây á, Thơ có mang một số quà đến đây gửi cho Châu nè. Nè, thích không? Trời ơi, nhìn mặt dễ thương gì đâu á. Sao vậy hả? Làm như là xa lạ lắm á. Không nhớ hả? Hồi tối qua là tụi mình có ải dày á. Nhớ không? Có thiệt luôn hả? À sao cái ải dày á hả? Là tụi mình ý gì? Có ý gì luôn hả? Có luôn. Trời không nhớ gì trơn á. Châu hư quá nha. Sao? Hôm qua Châu có làm gì quá cho Châu xin lỗi nha. Trời có gì đâu quá không biết nữa. Mấy cái đó Thơ thích hết. Rất thích. Không được. Sao mà không được nè? Cái gì vậy? Thích lắm. Đi, làm gì vậy? Không vui. Ra đây ngồi nói chuyện nhau là làm cái gì vậy? Không biết nữa. Cái chuyện ngày hôm qua đó là mình gặp nhau rồi đó. Thì ngày hôm nay á, Thơ mới tới đây nè. Để... Ủa, ai vậy Châu? My name is Thơ. Thơ, cái này là... À, bạn Châu. Bạn Châu hả? Ừ. Ủa đây là ai đây? Ai đây? Dạ chị gái, chị kế. Ủa vậy hả? Em chào chị. Trời ơi, mới gặp lần đầu tiên nhìn mặt chị cũng có vẻ thân thiện quá ha. Dạ chào cô chị, ngồi, mời cô chị ngồi. À, cô chị là cái gì vậy? Đây là bạn Châu hả? Trời ơi, đáng yêu, xinh xắn ghê. Qua đây ngồi, chị nói chuyện với bạn chút coi. Trời ơi, lâu lắm mới thấy Châu dẫn bạn gì chơi. Ủa vậy hả? Vậy là Châu... ít mối quan hệ lắm hả? Dạ cũng ít. Vậy hả? Mà thật ra là lần đầu tiên đến thì nhiều khi chị không có muốn nói nhiều về gia cảnh, nhìn nhà khá giả vậy thôi chứ thật ra hoàn cảnh bất hạnh lắm. Sao tự nhiên khóc ngang vậy? Nhà bây giờ nhiều cảnh éo le, thiếu nợ chồng chất em ơi. Là gia đình mình đang gặp khó khăn hả? Khó khăn lắm. Ủa, rồi kể tôi nghe chi. Nếu mà mình là bạn mà mình muốn tiến xa hơn thì mình phải hiểu về hoàn cảnh của đối phương. À cũng đúng ha. Tại thật ra là Thơ cũng muốn tiến xa với Châu trong cái mối quan hệ á. Cho nên là thật ra là gia đình đang có chuyện gì hả? Chuyện buồn dữ lắm. Có thể nói dài dòng chút không? Là
Thật ra là chị đang thiếu nợ số tiền rất là lớn. Thiếu đến thiếu nhiều dữ lắm. Thôi ơi, thiếu tới 10 triệu lận. Trời ơi, 10 triệu lận 10 hả? Triệu lận. Mà bây giờ mà không có tiền trả. Gia đình mình thiếu tiền người ta tới 10 triệu dữ vậy hả? Trời ơi, buồn lắm thôi. Thật sự á, thôi không có gì ngoài điều kiện hết á. 30 triệu nè, em trả cho người ta. Đem trả cho cái chủ nợ đó đó. Mình trả 10 triệu thôi. Và lấy 10 triệu đập vô mặt nó để dằn mặt nó một cái. Có 10 triệu mà làm gì quá vậy. Cái này không dám nhận thôi. Có gì đâu không dám. Mình cứ coi như người một nhà. Đâu có gì đâu mà ngại không biết nữa. Này cứ cầm lấy đi nha, nha. Châu ơi. Hả? Giữ đi. Có gì đâu mà ngại không biết nữa chị. Kỳ quá. Em út trong nhà à? Nhà Châu nhiều anh chị em như vậy á hả? Đây đây, để chị ba đỡ em. Con bé nó bị cái gì mà nó đi không nổi vậy? Nó bị bệnh nan y đó. Cái gì? Bệnh nan y hả? Đúng, nó nhìn nó như vậy chứ nó tội lắm. Đây, ngồi xuống đây đi em. Chào em. Em ngồi đi, em ốm yếu em ngồi trước đi. Sao vậy chị Thơ? Chị Thơ cứ ngồi giữa. Không sao đâu, nói. Ôi trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Cái gì vậy em? Xin lỗi chị. Không sao đâu. Không sao. Chị là ai em? Đây là bạn của Châu á em. Chị là bạn của Châu. Hơi trống nha em. Sao? Chào chị. Thôi bệnh hoạn bớt lễ phép lại. Mình hạn chế lại nha. Không cần đứng lên vậy đâu. Chết rồi. Máu. Máu. Trời ơi. Em ơi. Sao không vậy em? Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Sao vậy? Em bị rau. Con bé bị rau hả? Thôi bình tĩnh. Không sao. Nè, thông cảm. Coi chừng lây đó. Em cũng sợ là mọi người bị lây hết trơn rồi. Coi chừng bị lây á. Nếu như mà em sợ mọi người bị lây á thì em phải biết bảo vệ cho em, bảo vệ cho mọi người chứ. Khẩu trang đồ sao không đeo vô? Hay là đây nè. Đó. Mình giữ như vậy để cho giữ vệ sinh cho tất cả mọi người trong gia đình nha em. Nhưng mà chị nói nghe nè, cái căn bệnh lao, cái căn bệnh nan y đó, không có gì phải sợ hết trơn á. Chị nè. Trời ơi, chị bị rau á. Mà bác sĩ chữa chị xong á, bác sĩ nói là cái bệnh này không bao giờ hết tận gốc đâu. Nó hết đó nhưng mà thời gian nó sẽ phát lại. Nè, thấy không? Máu còn nhiều hơn em nữa nè, thấy không? Nè, ghê chưa? Như lắm, đừng có níu chân nó. Chị với nó cùng bị với nhau mà có sao mình đấu sợ gì đâu. Nè, mở cửa. Có sao không em hả? Sao chị chùi miệng cho em? Ôi, sao mà gia đình mình người thì thiếu nợ, người thì bệnh hoạn á. Nhưng mà mình giữ cái gì vậy? Chị ơi! Chị ơi! Chị em trong nhà. Nhưng mày mượn tiền tao, mày phải trả cho đúng giờ chứ. Bây giờ 10 triệu nó lên 50 triệu rồi. Mày có tiền trả tao chưa? Chị hai. Khoan, xí đi. Xí đi. Cái chuyện gì đang xảy ra trong gia đình này nữa vậy? Tôi là chị ruột hai đứa đó. Oh wow. Nhà nhiều chị em vậy? Đúng như vậy. Tôi là một tên giang hồ khét tiếng khu vực này. Rồi sợ quá vậy. Công tư phân minh. Thấy không? Bây giờ dù người nhà hay là người ngoài cũng vậy. Mượn tiền mượn bạc là phải rõ ràng. Tôi tiền bạc nó đi liền khúc ruột mà. Đây. Em có tiền trả rồi. 30 triệu tạm ứng trước. Còn 20 triệu đâu?
Chị... Cái gì? Từ, né. Cái gì? Hả? Sao? Còn 20 triệu nữa. 20 triệu nữa? Đúng như vậy. Nè chị Bảy. Tiền bạc thôi mà. Có gì đâu, mấy chị em trong nhà mà... Tôi là giang hồ. Giang hồ cái gì mà giang hồ, chị em trong nhà mà. Mấy cái này mình đâu có thể nào mà sử dụng được. Nè, mấy cái này... Mấy cái thứ này là không có gì đâu, không biết nữa. Đây, chị nói em nghe. Chừng nào em lớn đi, em muốn chị giới thiệu anh Bảy đuôn dừa cho. Rồi anh đó, anh dân giang hồ thứ thiệt của chị. Đó, anh giang hồ thứ thiệt. À, anh Bảy đuôn dừa là gì của chị vậy? Đàn em của chị. Em muốn thì đi theo cái đường đó thì chị giới thiệu cho. Còn mình bây giờ mình còn trẻ quá, hiểu không? Đừng có theo đường đó làm gì. Rồi cho dây nặng lãi rồi về nhà đòi tiền gia đình xào xáo lên, thấy không? Dạ. Sống ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi chị em ngoan rồi. Ừ. Hết hoa lao chưa? Hết mất tiêu rồi. Hết luôn. Hết trơn luôn. Rồi hay quá ha. Em chào chị. À. Sao tụi nó chạy dữ vậy ta? Joe, sao vậy? Nãy giờ sao không có tiếng nói gì trong gia đình hết? Vậy là đang ra bắt đầu mình nói chuyện với nhau nè. Cái chuyện quan trọng mà ngày hôm nay á, Thơ qua đây á, để mà Thơ muốn nói với Châu á. Đừng, Châu. Bỏ ra đi. Trời ơi, cái gì vậy? Cô nhìn tôi còn mắt ối mà. Giờ phải chơi tiệc chiêu cuối thôi. Đừng làm vậy. Đừng làm phá vỡ hạnh phúc của anh Châu. Chào ông anh. Ông anh à, trời ơi, người ta xúc phạm tôi kìa. Lão chơi rồi, chơi tới luôn. Đây mới đúng là tôi đây. Đây là ông anh khi nói chuyện với chị. Còn đây là bạn gái của Châu. Châu, ba mặt một lời đi Châu. Tôi nói cho chị biết, tôi và Châu đã sống chung trong một mái nhà, ngủ chung trong một căn phòng. Tất cả chị em của Châu đều biết điều này. Ủng hộ. Chưa hết đâu, ngay cả ba ruột của Châu cũng đã coi tôi như là một đứa con dâu trong nhà rồi. Dạ đúng rồi đó chị. Tôi là đứa con dâu chính thức trong ngôi nhà này. Cái gì? Chị ơi, không sao. Không có gì phải sợ cả. Tới lúc mình mới nói lộ giới tính của mình ra rồi. Mình có sao mình nói vậy. Cuộc sống mà Châu. Cái gì? Trời, riêng lúc này tôi thèm tôi đập cho tôi xỉu ghê trời. Né ra. Chữ thứ ba luôn rồi kìa. Anh Bảy. Thơ. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm trước quen nhau. Đi đâu mà mấy chục năm trời không gặp. Ngồi chơi. Khoan, cho cô hỏi cái ba với lại cô này là... Đây là người yêu cũ. Trời à! Hai cha con. Cái gì? Khủng khiếp. Nói tao nghe chuyện gì đang xảy ra nhanh. Dạ thưa ba. Dạ thưa ba, chồng con đã lộ rồi. Lộ cái gì bà tào lao quá. Mới có ba rồi nói thiệt đi. Nhưng mà đừng có nói cái gì của em. Đó là chết em mình đó. Đâu có giấu được. Chuyện là vậy nè ba, trong một đêm say xỉn, Châu có đến nhẹ với cô này. Xong rồi Châu muốn bỏ của chạy lấy người. Con không biết làm sao, cho nên con mới nghĩ ra cách là mỗi người đóng một nhân vật. Hết nhân vật đóng rồi nó đẩy con vô nhân vật này ba. Ông tự đẩy ông vô chứ ai đẩy ông đâu. Thằng Châu bước ở đây. Lên đi em ơi, có làm có chịu. Nãy giờ mấy anh em chịu chung với em hơi nhiều rồi. Mày quỳ xuống. Mày đặt. Mày không lo học hành làm ăn. Mày đi ăn nhậu rồi lại làm xảy ra cái chuyện tụi mày vậy hả? Con không có cố ý mà. Không cố ý mà người ta có bầu người ta tới nhà mày. Trời ơi. Con có bầu không mày hả? Có xét nghiệm ADN chưa? Không, tối hôm qua mình nhậu say lúc mà còn lại hai người.
Rồi mấy đứa bạn nó kêu con với cô có chuyện gì đó, rồi cô đăng Facebook đó, cô kiếm con đó. Tôi nói cho mấy người biết nha, tôi kiếm Châu là tại vì Châu có một xấp hoa đúng không? Và hiện tại tôi cũng đang kinh doanh hoa, có rất là nhiều loại hoa quý và khó để chăm sóc. Tôi nghe Châu vậy tôi định mời về công ty tôi để làm. Tôi mới bước vô thôi, tôi chưa kịp nói được cái mục đích của tôi nữa là cả nhà này đang diễn kịch lường gạt tôi đúng không? Trả 50 triệu đây. Mới nói dài rồi luôn, trời tôi có quên hết. Trả 50 triệu đây. Dạ dạ dạ. Giải quyết từ từ. Bây giờ dư 500 ngàn. Ngồi xuống. Ủa là sao thơ, câu chuyện là tối hôm qua sao, kể tôi nghe. Là tối hôm qua cả nhóm bạn của tôi đi nhậu, đi chơi với nhau. Thì bạn của tôi á là quen với Châu nè, con của anh á, mới dẫn vô trong cái chỗ đó chơi. Mà trước đó tôi đã nghe đồn là nó rất là giỏi kinh doanh hoa. Thì tôi mới nói chuyện đồ này kia mà cảm thấy Châu nó cũng thiệt thà, thật tình, tính tình dễ thương. Cho nên á là tối đó về tôi mới đăng lên Facebook, tôi phải tường cần tìm gặp Châu cho bằng được. Thì người ta mới chỉ địa chỉ nhà. Thì ngày hôm nay tôi mới tới đây để tôi mời Châu về công ty tôi làm việc. Không, tại vì Trăng 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 kêu ai ý à gì. Thì đó, thì nguyên nhóm bạn tụi tôi là ý à ý à, là hát ca cái râu ký ấy ấy à. Còn tôi với Châu là ý ý ý, là ói đó đúng không? Là Châu xịn quá, Châu ói à. Ý ý ý ý. Trời ơi, sao ngôn ngữ của dì ngộ quá. Tuổi trẻ tụi con mà ý gì ý gì là vô nhà thiếu nhi. Vô nhà thiếu nhi chị ông. Không, nhưng mà thằng bạn của nó nói là nó nói là con với cổ mày, làm mày, gì mày chơi với bạn tốt quá mày. Mày chơi với bạn tốt quá, mày xỉn thôi mà bạn mày ghép đôi luôn à. Hên là đây là người quen của tao, còn người lạ hàng xóm người ta biết cái mặt tao để đâu. Đúng rồi, ai mày nói trò này. Ông bà đầu đúng không? Cô ơi, bây giờ muốn xin lỗi cô đúng không? Dạ. Tuột váy ra đi xin lỗi. Cô nhìn cô thấy kỳ quá. Nó váy của vợ con nãy giờ nó siết cái bụng con thở không nổi, máu nó dồn lên tới não rồi. Trời. Mà bây giờ cứng ngắc không biết gỡ ra làm sao. Cô cho con bận đỡ thời gian rồi con gỡ. Đỡ thời gian nữa. Cô xin lỗi cô. Mấy đứa bay mai mốt có chuyện gì mà suy nghĩ thấu đáo. Bớt nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi làm mấy chuyện tào lao. Tại có ông anh hai này nè. Cô đổ thừa tôi nữa, thằng này nè, thằng này đầu tiên nè. Thật ra cô nhìn thấy rõ hết. Mấy đứa mà như vậy là tại ba mấy đứa biết dạy. Cái gì vậy thơ? Thôi xin lỗi.